Trong kiến trúc hiện đại, mái luôn được kiến trúc sư và các chủ đầu tư quan tâm bởi vì mái là phần toát lên vẻ đẹp sang trọng, phong cách riêng và nét khác biệt của mỗi ngôi nhà. Để tạo nên nét đặc trưng riêng cho từng công trình, chúng tôi tập đoàn Ông Đu Lin chuyên sản xuất và phân phối tấm lợp mái nhẹ trên toàn thế giới. Sản phẩm ngói Pháp Ông Đu Villa và tấm lợp sinh thái Ông Đu Lin được làm từ vật liệu siêu chống thấm nhập khẩu từ Italia, sản xuất từ tập đoàn Ông Đu Lin với dây chuyền công nghệ cao của Cộng hòa Pháp. Thay thế sản phẩm tấm lợp truyền thống được nhiều người tiêu dùng và các công ty xây dựng trên khắp cả nước sử dụng và tín nhiệm, tập đoàn Ông Đu Lin là tập đoàn hàng đầu chuyên về sản phẩm lợp mái có tính năng chống thấm tuyệt hảo. Tập đoàn Ông Đu Lin có 11 nhà máy trên toàn thế giới với hơn 35 văn phòng đại diện trên các châu lục và đã triển khai kinh doanh trên hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Mỗi năm, tập đoàn Ông Đu Lin sản xuất ra hàng triệu tấn sợi cơ tổng hợp với chất lượng là hàng đầu. Các sản phẩm của Ông Đu Lin luôn được kiểm tra nghiêm ngặt trước khi xuất xưởng. Cùng đội ngũ hơn 1.300 nhà nghiên cứu và kỹ sư chuyên nghiệp với tinh thần luôn luôn sẵn sàng để phục vụ bạn. Ngày nay, tập đoàn Ông Đu Lin dẫn đầu về sản phẩm tấm lợp mái nhẹ trên toàn thế giới. Ngói Pháp Ông Đu Villa là một trong số những sản phẩm được nghiên cứu thành công của tập đoàn Ông Đu Lin. Với nhiều tính năng, ưu điểm nổi trội, sang trọng và quý phái, một đẳng cấp khác biệt làm thỏa mãn nhu cầu của người tiêu dùng. Ngói Pháp Ông Đu Villa là một sản phẩm đẹp mang tính thẩm mỹ cao, với màu sắc 3D là màu đang được ưa chuộng trên thế giới, có 3 gam màu, gam xanh, đỏ và nâu. Với tính năng chống thấm tuyệt hảo, ngói Pháp Ông Đu Villa do được thiết kế đặc biệt với hai đường gấp nếp, khi lợp sẽ tạo lớp chồng mí chắc chắn, ngăn triệt để được nước và gió bị thổi ngược trong những ngày mưa và giông bão. Một tính năng nổi trội nữa của ngói Pháp Ông Đu Villa đó là siêu bền và nhẹ. Chỉ có 4kg trên 1m², nhẹ hơn gấp 10 lần so với ngói thông thường. Với tính năng này, có thể giảm đáng kể tải trọng lên hệ thống khung xà công trình, như thế sẽ tiết kiệm được nhiều chi phí. Do trọng lượng nhẹ và có tính đàn hồi, nên ngói Pháp Ông Đu Villa là vật liệu lợp phủ tuyệt vời và cũng là giải pháp chống thấm tuyệt hảo cho mái bê tông. Các viền ngói liên kết trên dàn thép bằng vít chứ không dán cứng lên tấm bê tông nên có thể co giãn tốt theo thời tiết. Việc thi công ngói theo trình tự của nhà sản xuất khá đơn giản và sửa chữa cũng dễ dàng vì có thể gỡ vít từng viên thay vì phải đục như kiểu dàn ngói. Lợp ngói kiểu cũ thì khe hở giữa các viên ngói có thể bị mưa tạt vào. Để giải quyết vấn đề này, ngói Pháp Ông Đu Villa khá chuẩn, có cấu tạo hai cờ chắn nước mưa khá tốt. Nếu lợp đúng quy cách của nhà sản xuất quy định thì rất khít khao và chắc chắn. Ngói Pháp Ông Đu Villa với tính năng bền bỉ và dẻo dai, không bị bể vỡ hoặc gây nguy hiểm nếu ngói bị rơi trong quá trình thi công, dễ bảo quản. Không đòi hỏi phải có tay nghề cao nên tiết kiệm rất nhiều chi phí. Sóng ngói được thiết kế vừa bước chân, dễ dàng di chuyển khi thao tác kỹ thuật trên mái ngói mà không gây ra hiện tượng nứt vỡ gây thấm rột như các loại ngói khác. Tập đoàn Ông Đu Lin còn có một sản phẩm được ứng dụng trên 1.000 công trình nhà xưởng và dân dụng, đó là tấm lợp sinh thái Ông Đu Lin. Là một tấm lợp sinh thái thân thiện với môi trường, nhiều tính năng đa dạng, chống nóng, chống ồn, không bị rêu mốc hay rỉ sét và đặc biệt chịu được thời tiết khi có bão lên đến 120 km/h. Được bảo hành 15 năm không thấm nước, ứng dụng rộng rãi trong các công trình nhà máy hóa chất, luyện thép, xi mạ, như hệ thống nhà máy phân bón Bình Điền, hệ thống các nhà máy của công ty hóa chất cơ bản miền Nam và nhiều nhà máy khác ở các khu công nghiệp trên khắp cả nước. Tôi thấy là sản phẩm tấm lợp mái của Ông Kulai có đặc tính là cách âm, cách nhiệt tốt, chống thấm tốt, siêu nhẹ, dễ vận chuyển các công trình và dễ thi công. Tấm lợp sinh thái Ông Đu Lin hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn cho các công trình công vụ như trường học, trụ sở Ủy ban Nhân dân các cấp, bệnh viện. Đã được Bộ Xây dựng và Bộ Khoa học Công nghệ Môi trường kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 80521/2009. TCVN 80522/2009 là một sản phẩm đạt kết quả tốt.